À, và bây giờ là xin mời quý vị và các bạn đến với màn biểu diễn võ thuật của võ sư Cường Nguyễn. Hôm nay anh sẽ biểu diễn cho hãng điện thoại Samsung nổi tiếng của chúng ta. Màn gọi là kiếm chân trượt của anh. Cảm ơn các anh. Rất đẳng cấp của anh. Rất đẳng cấp môn múa kiếm gọi là anh là đệ tử của sư tổ Đàn Ma. Và là cháu của phái Nga Mi. Môn phái Nga Mi nổi tiếng về môn vẽ múa kiếm đàn bà. Anh đã học từ sư phụ của môn phái Nga Mi, chuyên múa kiếm kiểu con gái. Anh học từ một đệ tử của môn vẽ phó Nga Mi, đó chính là đó chính là nhân vật trong bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký là Chu Chỉ Nhược. Anh là người yêu của Chu Chỉ Nhược. Rất kinh đẳng cấp cho võ sư Cường Nguyễn chúng ta. Người yêu của Chu Chỉ Nhược, một người là trưởng môn của môn võ phái Nga Mi. bây giờ là anh lại biểu diễn cho chúng ta bài quyền đấy. Học tài là từ người yêu cũ của Chu Chỉ Nhược, đó là Trương Vô Kỵ truyền cho. Trương Vô Kỵ truyền cho anh. Đó chính là môn thế cực quyền. Xung quanh ngược sáng đấy. Đẹp sáng, người đẹp hơn. Ngược sáng đi. Sáng hơn, đẹp hơn, em nhìn là biết. Môn võ thuật thế cực quyền của đệ tử của Trương Vô Kỵ. Rất đẳng cấp. Chớp nhoáng của anh. Chắc mới đầu quý vị nhìn thì quý vị cũng chưa biết thế nào là độc đáo của môn võ của anh. Nhưng mà quý vị và các bạn xem nhiều video và nghiên cứu nhiều thì ở trong đấy mới có một sự sâu xa. Như kiểu là một con chim ưng. Anh làm gì đây? Chờ anh nhân bỏ một cái xe cho quý vị biết sức mạnh của anh. Ôi, cái xe này là cái xe xuất phát nhập từ Đức về nặng 3,5 tấn. Đẳng cấp. Còn đi. Còn nó mới nghe tiếng lực. Wow. Đẳng cấp có thừa. Các em cổ vũ vỗ tay cho anh cái. Anh ngốc. Cường Nguyễn chúng ta. Cường Nguyễn chúng ta đang đấm bốc đẳng cấp của anh. Hàng độc độc giới. Thật là đẳng cấp những cú lộn người của anh. Chỉ có ở đệ tử của Chu Chỉ Nhược môn phái Nga Mi của chúng ta. Nga Mi đẳng cấp của Cường Nguyễn chúng ta được biểu hiện qua những màn biểu diễn điêu luyện gọi là như con gái. Anh đã từng học kỹ năng múa ở anh Lợi Quân Đồng Cố. Đẳng cấp chưa? Căn